Nội ăn đi này làm một món là con nấu nấu chao, thịt vịt nấu chao, còn một món là dưa leo xào. Cái món này nãy giờ chính tay con nấu cho nội ăn luôn á. Mà nội ăn thấy ngon không nội? Mà ngon không á? Nhớ các bạn theo dõi em làm món cha lần sau. Xin chào khán giả. Bà nội em đi chợ về mua vịt chè mằn với bọc dưa leo này với keo chao. Rồi em chào khán giả cái đi. Như mình nè, bây giờ tập chào luôn. Đó, tụi anh sẽ chỉ cho em. Đó, bây giờ tập chào nè, chào khán giả. Hôm nay em sẽ làm chế biến món gì đó. Làm chào cho bà nội ăn. Dạ, bữa nay em làm món gì đó đặc biệt cho bà nội em ăn. À, rồi đó, bắt đầu em làm đi. Đó, xin mến chào quý vị khán giả nha. Hôm nay mình chưa biết món gì ha. Lại có mặt nhà của bà ngoại cùng với hai đứa cháu này đây. Cháu của ngoại đang làm đồ ăn cho ngoại. Mình đang chỉ cho anh em con cháu trai em 17 tuổi nè, cho nó tập làm đồ ăn để lo cho bà nội. Cái thứ hai nhé, cho em tập giới thiệu, tập nói này kia để sau này anh trai này theo mình học hỏi để có thể là làm một cái kênh YouTube để mà kiếm tiền nha cả nhà. À, anh em con chỉ cháu của ngoại đi làm YouTube kiếm rồi tiền. Bây giờ nè, khi mà em rửa con vịt phải không, làm kiếm tiền cưới vợ em phải nói sao đó. Con vịt nào chúng ta sẽ rửa đầu tiên, chúng ta sẽ rửa cho nhổ lông hay là làm cái gì đó đó làm đâu em nói, em thử nói coi nó đại đi. Em ăn vịt này em nấu chào cho bà nội em ăn. Rồi nói tiếp, cứ nói hoài luôn, em cứ nói hoài, em đừng có ngừng cái gì hết, tập dần dần cho quen. Con rau này là với dưa leo là chấm sống ha. Chấm sống. Dạ. Chấm với chao hay gì em? Dạ, dạ chấm với thịt nấu chao á. Thôi bây giờ để cho anh trai tự nói luôn. Em tự giới thiệu luôn đi. Em là em làm từ đầu đến cuối rồi tụi anh sẽ theo dõi quá trình em làm nha. Bây giờ bà nội cơm mua vịt rồi. Bây giờ bà mua về em vịt nấu chao. Đó, đó là một món hải sản. Món hải sản. Vịt nấu chao mà món hải sản. Nói chung mẹ trai đâu phải hải sản. Đang tập tành nha quý vị cũng thông cảm, nó cũng hơi dấp dấp. Vịt là tại vì vịt nó bơi dưới sông, em trai tưởng hải sản. Bà ngoại ơi. Bà ngoại đứng kế bên nó làm gì sai, ngoại cầm cái mày gõ nó. Ngoại chỉ em trai làm đi ngoại. Chỉ làm. Nó nhổ lông nè kìa. Nhổ lông được rồi. Mà bây giờ xin giới thiệu là con vịt này là nấu chao, là quê Nga gia đình ăn. Rau này rửa cho sạch là chấm rau ở quê gia đình là ngay bởi chắc chèo. Đó, vậy là ok đó không? Quá tự quen. Tự quen rồi đó. Hết cái công đoạn này xong cái hồi tới công đoạn khác em giới thiệu cho khán giả biết. Ờ, ví dụ con vịt này chúng ta phải rửa là cho sạch vậy nè. Nhổ cho sạch lông rồi đó, hiểu không? Cứ trong đầu em có suy nghĩ gì em cứ nói ra một cách tự nhiên. Mai mốt biết đâu kênh vlog của em là nổi tiếng khắp Việt Nam luôn đó. Bữa nay con nấu vịt nấu chao cho nội ăn nghe nội. Bữa nay vịt con nấu chao cho nội ăn nha. Chao ăn tương nhiều cần này non chắc nha. Hai bà cháu đang chiều nay sẽ làm món món gì em? Món này là tên gì em nói cho mọi người hiểu rõ hơn coi. Thịt vịt nấu cà kỳ. Thịt vịt nấu cà kỳ. Có không thịt vịt nấu chao anh. Cái thằng này hồi nãy nó ở bên cô ba mày ra. Đó gì đó. Hồi nãy giờ có con mày vịt mà. Cái tao mấy anh mày kêu tao dâm luôn. Có con vịt mà em trai nói ba món rồi đó. Đầu tiên là nấu cháo, hay là nấu hải sản gì đó. Giờ tên nấu cà ri, nấu cà ri, nấu cà ri nữa. Không, như vậy cũng rất tốt rồi. Em trai này dần dần bỏ rượu, biết chế biến món ăn nè, để lo cho bà nội. Thứ hai là mình sẽ tập tành cho em cách nói chuyện để mà sau này có thể là
quay vlog về ẩm thực ăn uống vậy nè. Dạ tỷ, mỗi ngày em trai chỉ cần nấu một món thôi, đúng không? Thứ nhất là vừa ngoại vừa có đồ ăn, thứ hai là vừa em trai là ví dụ có kênh hay gì đó, rồi đăng lên đó là vừa kiếm tiền được nữa. Dạ ba, mấy anh mày vậy là người cái là... Bà ngoại, bữa nay ngoại vui không? Thấy cháu ngoại vậy, ngoại vui không? Mời mau gặp ngoại cười rồi. Chào hỏi. Đây gặp cây không mê cây quấn lộn nhà trên ai đây. Cởi nón ra đi ngoại, ở đây ở nhà về nhà anh mát rồi, cởi nón ra đi. Cởi nón ra. Cái còn cái ông kia là mình bó tay rồi, bây giờ cứ để cho ổng đại. Ông kia bây giờ là buông xuôi rồi đó. Buông xuôi cho số phận rồi. Không nằm giống đó, giờ là chỉ làm khán giả được thôi. Đây nè, ở đây nè, ví dụ ông trai này có làm gì anh có thể anh không làm được mà phụ hợ đó. Ha. À. Anh có muốn làm YouTuber không, vlog không? À, muốn làm vlog giống em trai này không? Này là em là cày rau nghe em anh. Là cày rau để chấm xong. Ủa nước này là nước trong bình anh gọi tới hả? Dạ má anh mua mà. À nước anh mua đó ha, chế gà xô về xài đó ha. Nước này nè, nước em rửa rau nãy giờ nè. Ờ nước đó em tùy với kênh còn mấy ông nước này mà má anh mua mà em cũng chưa hay nữa. À, thì em nấu ăn là em nấu bằng nước thùng nha, cho nó sạch. Còn nước dưới sông mình lên rửa rau rồi thôi. Em cũng xin trọng giới thiệu là em bữa nay em là cày rau với nên hạt thịt nên nấu cháo ăn cả gia đình ngay giờ chiều này. Chiều nay là bà nội mua vịt với rau với dưa leo với kêu cháo về em làm nấu cháo chấm rau luôn. Cái đó là em giới thiệu rồi, mình phải giới thiệu tiếp. Giống như là hồi nãy là em chỉ là em nhổ lông vịt nè, em rửa rau nè đó, rồi bây giờ là em giống như là em chặt vịt ra từ nhỏ từ cúc để cho mình dễ ăn thì đó, em nói cho khán giả người ta biết. Như mình giới thiệu tiếp theo á, chứ mình đừng có nói trùng lại. À, đâu, bây giờ em giới thiệu tiếp em đi. Nói lại coi. Như giờ em đang làm gì thì em giới thiệu cái đó, hiểu không? Đừng có nói lại cái cũ. Bây giờ em đang chặt vịt. Em chặt nhỏ ra để làm một món nấu chào. Đó, cũng giống như vậy đó, mình đừng có nói chuyện trùng lại cái ý trước. Đúng không? Cái nghĩa là mỗi một công đoạn em phải chuyển qua một cái ý khác. Dạ. Nó nói tiếp một cái quá trình em chế biến làm sao thành một cái món chao thôi. Dịch hấp chao vậy đó. Dạ. Em quay vài clip là em sẽ quen à. Nghĩ là em cũng có năng khiếu để làm á. Thì làm ơn anh tối mua đồ ăn cho bà nội. Chứ đó mà ra tính làm gì đó. Hồi nãy chặt dịch xong bây giờ rửa lại chứ thêm chiến nữa là cho sạch. Tại tao nhấm rượu tốt nha. Nó đụng mẹ, thằng đấy nó làm gì trời. Nhấm rượu, tao nấu. Em bằng dịch, anh đi nhấm lửa à? Nhấm lửa hả? Rồi, ông nhấm lửa, ông cũng tập nói luôn đi. Quay lại đây giới thiệu cái nè. Giới thiệu rồi, để nhấm lửa, chế biến vậy đó. Dìu hay, quay lại giới thiệu cái đi, giờ mình đang làm gì thì mình nói đi. Rồi, giới thiệu khán giả, xin chào cái đi. Chào khán giả. Rồi, tiếp, đang làm gì? Em đang nhấm lửa. Rồi. Anh em đang phối hợp làm vlog nha các nhà. Anh biết nấu cháo hay gì? Biết. Vậy anh chỉ em nấu đi. Mà biết xin giới thiệu truyền thống cho anh nấu. Vậy giờ em phụ bếp đi. Anh em làm chung luôn, anh em làm chung. Rồi ra lấy mấy đồ mà này đem vô đi anh. Trời ơi, con cha này làm gì mà khó nghi ngút vậy? Tại vì đây là anh trai hiện rượu nhà cả nhà, hôm nay cùng với em trai sẽ làm cái món vịt nấu chao, không biết nó sẽ ra sao đây. Tập giới thiệu luôn, tập nói luôn. Ở coi em làm ở có ngon không? Ừ, nói luôn, nó vừa làm vừa nói chuyện luôn. Hôm nay làm sao gì đó, nói luôn. Cái bộ đầu bếp này chuyên nghiệp à. Hay cũng mềm quá ta. Ôi cháy là tới kia luôn. Khét không anh? Lửa dữ không? Bếp này đâu phải như bếp ga đâu, giảm lửa được. Sao rồi nhóc? Phụ bếp đâu? Phụ bếp đâu? Lấy vô anh nè, có đây. Đó, phụ bếp gì? Đem đi vô. Anh
hỗ trợ đi, hỗ trợ anh, hỗ trợ nói luôn rồi em chỉ giới thiệu luôn, em phụ anh. Em đi là cao với sẽ chưa leo. Đúng rồi. Ừ. Rồi anh giới thiệu đi, bây giờ anh đang làm gì? Nấu chao. Bịt khẩu trang lại. Bịt khẩu trang lại. Này anh bị phổi rồi, anh kỹ chút cho bịt lỗ mũi luôn. Giờ chế trao vô thằng cho anh. Chế vô rồi giới thiệu luôn. Ông này giới thiệu không được rồi. Ông này chỉ làm thôi. Thấy ông này cũng nguy quá ha. Thêm đây. Không em sao được. Có nước có gì vô không thấy nhiều trao dữ vậy. Đó gì anh? Muối hay đường? Đường. Mình bỏ vô mình có canh không hay là mình bỏ đại? Này em cũng không rành nấu ăn, không biết anh nấu đúng không nữa. Em nấu cho khách ăn ha. Là khách quay đó. Thấy không đem đại không? Đâu có canh liều lượng gì đâu. Tại vì nhiều người ta nấu ăn quen chứ ta nhắm thôi. Thì đó em á, em làm quán ăn ra đây đi. Anh biết ta đường dối kẹt mà ấy còn thấy hỏi sân mai bữa nay cho hai anh chính hồi đó tới giờ em chưa nấu đồ ăn nha. Ở nhà ăn á, bữa nay có hai anh tới thì em nấu đồ ăn thì dùng với em chén cơm con đồ đó dùng không hãy coi em nấu đồ ăn hãy coi ngon hay dễ dùng được không? Rồi để coi anh nấu sao cái đã. Sắc chia leo với lật cây cao chừng nữa chấm vịt nóc chao. Ngoại thấy cháu ngoại này giỏi không? Dạ. Ngoại thấy cháu ngoại này giỏi không? Dạ. Giỏi không ngoại? Ngoại vui không? Vui ha. Giao con giao. thấy cháu nội của ngoại á, bữa nay nấu ăn mà nội vui không? Ngoại vui không? Vui. Vui ha. Rồi chú Út rồi cháu ngoại nè bỏ nhậu hết là vui hơn nữa ha. Rồi đâu bây giờ em thử quay anh với ngoại coi. Dạ tỷ giờ anh đi quay hoàn cảnh khó khăn. Rồi em làm giống như quay phim cho anh. Rồi quay lại anh chưa? Rồi, thấy anh chưa? Thấy rồi. Ừ, em quay dính sao dính anh với nội em vô luôn nha. Dính dạ. Chưa? Đó, giả tỷ anh nói chuyện với nội nè, nó em quay sao thấy dính hai người vô. Dạ. Hiểu không? Nội ơi, bữa nay cháu nội có nấu vịt nấu chao trọng á. Chúc ăn vịt nấu chao. Cháu con rồi, con hả gì à. Dạ. Đó, thì em chỉ quay sao cho dính hai người thấy mà thấy khung hình sao cho đẹp á. Ha. Rồi ví dụ mình không nhất thiết là mình phải ở một chỗ, có thể là lúc thì mình quay rộng ra, lúc thì mình gần vô. Bây giờ chắc là bây không có qua thăm tao nữa. Nó như nội em nói chuyện vậy nè. Em dời cái máy qua đây chút quay cho thấy rõ cái mặt của nội, hiểu không? Đó. Mà mình đừng có rung quá nha. Mình quay phải giữ máy sao cho nó im lặng chút. Rồi mỗi tay thì mình đổi tay, hiểu không? Sao nội ngoại nội ngoại nói làm sao? Về bây không chắc là bây không có qua thăm tao nữa. Dạ qua chứ ngoại. Thấy ngoại thấy bữa giờ con có bỏ ngoại không? Hứa luôn ngoại là qua à. Bây giờ bây đi chứ làm sao à? Dạ. Tối rồi làm sao đi kịp? Dạ kịp ngoại. À, tâm em chỉ nó bấm cái góc hai chiếc xe đi à. Đây nè em. Dạ. Nè. Ví dụ bây giờ vậy phải không? Em phải chỉnh là cho này cho nó rộng ra cho mình nó đẹp. Ra. Đó. Thấy đó, đây nè, đó. Góc hẹp đó mình chỉnh góc là kia không? Hôm nay thì về nhà. Về nhà. Đây là góc gần nhất nè. Đó, bây giờ góc gần mình chỉnh là chỉnh sao cho nó giống như một bộ phim gì đó, đúng không? Rồi tập với phim từ từ.
Rồi tập em tập nó nói chuyện rồi, là rồi mốt gì con lên thăm ngoại tiếp. Bây giờ là tập bây giờ. Bà chắc bà cũng nói bụng lắm rồi. Rồi cơm ai ăn mày ăn. Cái món ăn hồi nãy giờ hai anh em làm đó. Ngoại. Món này nãy giờ hai anh em của em trai cháu nội ngoại á, nãy giờ làm cho ngoại đó, giờ ngoại ăn thử rồi không nha. Không, để cho em trai tự cầm, em tự cầm rồi. Tự cầm em đưa cho nội đi. Không, để cho tự cầm rồi tự quay luôn. Tự cầm tự quay luôn. Rồi bây giờ em cầm cái điện thoại nè, em cầm điện thoại rồi xong rồi em giống như là em như hôm nay là em làm chế biến con món ăn gì đó. Nãy giờ là xong rồi, bây giờ em là mời bà nội em ăn. Đó. Rồi đưa cho em trai tự quay luôn. Rồi để anh quay camera ngược nè. Rồi em cầm đi, em tự cầm này đi. Em tự cầm nè. Tự cầm mới quay luôn. Giới thiệu sao cho thấy được cái chén ha. Để mai mốt mình tập quay, thấy cái chén là thấy em luôn. Nè mình đưa cái chén cao lên. Đó đúng rồi, đó, thấy không? Đó, rồi giới thiệu hồi nãy giờ mình làm xong cái món ăn món gì đó em nói ra. Đó. Nãy giờ em làm định nấu chao với dưa leo xào là được hai món. Bây giờ em cũng xin chế thử, bây giờ em cho bà nội em ăn bữa cơm chiều này chào khán giả. Rồi để anh bấm camera ngược lên cho. Rồi em quay xuống nội. À đúng rồi. Rồi em đưa chén rồi. Cho nội. Sao thấy cái chén với thấy nội luôn. Mời nội ăn. Nội ăn nội ăn nên đi cái này làm một món là con nấu chao. Thịt nấu chao còn một món là dưa leo xào. Hai món. À hai món đặc biệt. Nội ăn cơm có ngon nội. Vô dọn cơm về nè. Mà nội ăn có ngon không? Không, bây giờ anh em nói thêm gì nè. Đây là cái món hồi nãy giờ. Giờ em ngồi với nội đi. Rồi em ngồi em trò chuyện với rồi, nội. Rồi em nói là cái món này là hồi nãy giờ chính tay con nấu cho nội ăn đó. Cái món này nãy giờ chính tay con nấu cho nội ăn luôn á. Mà nội ăn thấy ngon không nội? Mà ngon không á? Rồi nãy giờ con cũng cực khổ nấu cơm nấu nước đồ. Dọn cơm cho nó ăn. Ngoại ăn trước đi. Ngoại ăn trước đi. Ăn coi ngon không? Nội ăn có ngon không? Rồi nội ăn ngon, nội ăn tiếp đi. Thấy mấy món làm mà ăn được không nội? Sao vậy? Không, chắc không vừa miệng hả ngoại? Nội ăn tương là ăn mặn lại ăn đẹp. Chắc bà ngoại không hợp rồi. Thôi bà ngoại ăn không ấy rồi em cất đi. Rồi ngoại ăn tương. Trời. Nội ăn tương rồi em ăn rồi ăn không được. Dạ nội ăn tương mày không được. Dạ ăn tương. Thôi vậy chúc ơi làm món gì tương cho ngoại ăn. Còn... Ăn tương hả? Bữa nay mà món chiên vịt nên nội ăn không được đúng không? Vậy hãy sáng mai làm món chay cho nội ăn. Hãy sáng mai làm món chay cho nội ăn. Rồi xong rồi cái em quay mặt vô đây vậy thôi. Các bạn nhớ đón xem mình làm món chay cho bà nội ăn gì đó. Rồi xong rồi tạm biệt luôn. Xem bao giờ có đứa nào học đủ mặn trong này không bây? Không ngoại, cái đó mới mua về hả? Nói đi, rồi lần sau em sẽ làm cái món chay gì đó rồi các bạn nhớ theo dõi nha. Lần sau em nhớ em làm món chay, nhớ các bạn theo dõi em làm món chay lần sau. Xin chào khán giả. rồi, nói chung về đều ok rồi đó. Kính thưa cả nhà nha, thì hồi nãy giờ cũng mấy tiếng đồng hồ
mình cùng với anh Phúc đây có hướng dẫn cho em trai rồi em trai làm cái món đồ ăn cho bà nội á, sẵn đó ta cho em tập cách nói chuyện để tập tành là làm video. Thì nói chung thì hôm nay là do bà ngoại ăn chay nên là làm cái dịch ra món dịch nấu treo bà ngoại không được, nên là để có dịp lần khác thì mình sẽ kiêm chay sẽ chế biến một cái món chay để cho bà ngoại ăn và sẽ cố gắng tập tành cho em lần lần và để xem quên đi cái việc mà nghiện rượu đó để sau này cho em có một cái công việc tốt hơn để lo cho bà nội sau này đó. Rồi thì thôi mình xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà, xin hẹn cả nhà ở video sau nha.